Mới đây, ba mẫu xe mới của dòng Feng Nano mẫu SUV cỡ nhỏ thuần điện đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc với mức giá từ 208 triệu đến 225 triệu. Mức giá này thậm chí còn rẻ hơn cả mẫu xe hạng Awin diagram Grand i10 hiện đang được bán tại thị trường Việt Nam. Dòng Feng Nano được sản xuất bởi dòng Feng F1 đơn vị kinh doanh thuộc tập đoàn dòng Feng tập trung vào các loại xe điện nhỏ thuần túy. Trong 5 năm tới, dòng Feng F dự kiến ra mắt từ 3 đến 5 mẫu xe mới bao gồm SUV và sedan. Rong phanh Nanobox ban đầu được phát triển bởi Renault, được gọi là Renault. Phiên bản chạy điện có tên Renault City KZE. Rong phanh Nanobox được sản xuất tại Trung Quốc bởi dòng Phanh Renault. Nó còn được xuất khẩu sang Châu Âu với tên gọi Dacia Spring. Các thương hiệu riêng và thương hiệu phụ của dòng Phanh cũng tạo ra các phiên bản khác, được gọi là Rong Phanh Eau X1, Rong Phanh Phanh Sinh T1, Rong Phanh Phanh E1 ve E30 và dòng phanh Nanobox. Tất cả những mẫu này đều được sản xuất trong cùng một nhà máy. Dòng phanh Nanobox có thiết kế khá tròn trịa, nhỏ gọn với kích thước dài rộng cao lần lượt là 3732mm, 1579mm, 515 mm với chiều dài cơ sở 2423mm. Cổng sạc được đặt ở phía trước. Nội thất của dòng phanh Nanobox áp dụng thiết kế hai tông màu giống như ngoại thất. Dòng Phanh Nano Box được trang bị bằng đồng hồ 7 in và màn hình điều khiển trung tâm 10 in. Dòng Phanh Nano Box được kết nối với ứng dụng có các chức năng điều khiển cửa từ xa, điều hòa từ xa, định vị xe trên tìm xe, quản lý sạc và hỏi trên chẩn đoán tình trạng xe. Chất liệu ghế trên dòng Phanh Nano Box được làm bằng giả da. Dòng Phanh Nano Box được bổ sung được trang bị động cơ phía trước có công suất 33 mã lực và mô men xoắn 125 Nm. Dongfeng tuyên bố thời gian tăng tốc từ 0 đến 50 km/h chính thức của xe là 6 giây. Pin của Dongfeng NanoBox là loại pin lithium iron phosphate của CATL với công suất 16 kW, đạt phạm vi hành trình hoàn toàn bằng điện CLTC là 201 km.